Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh em đã quay trở lại với Nokia Sài Thành bên mình nhé. Hôm nay thì bên mình cũng còn một số máy Fullbook, lại một số máy trần thôi, bán cho anh em. Với lại thì cũng đáp ứng theo yêu cầu của bạn Tha Dương gì đó, là nói anh làm video quay tất cả dòng máy còn lại của shop đi. Ok, hôm nay thì bên em sẽ quay một số mẫu Fullbook của bên em còn hàng và cũng mới về, như là Rock E2 nè, Motorola Rock E2 nè, đó Fullbook nha anh em. Tất nhiên thì cái số email này phải trùng với lại cái email trên máy. Sao không sáu thằng ok á, sao thằng không sáu thằng ok á là nó sẽ ra email á. Rồi bỏ qua một bên, tiếp theo rồi X600 đó. Anh chị nào mà có theo dõi fanpage Nokia Sài Thành á, là em có up hình lên trước rồi đó. Bữa nay mới rảnh rảnh thì mới đăng video lên cho anh em xem nè. Nó đầy đủ hết trơn, có cái đế dựa của xe hơi rồi nữa. Rồi tiếp theo 6700 ply nè, tức là cái này là nắp trượt đó. Đó, hộp nó cũng còn ok, hộp nó còn mới. Rồi X2 thì em bữa em có video rồi, cái này còn thì em quay lên luôn đó. Tiếp theo này For Me này, hàng công ty này, pin thì pin khủng hoảng luôn, có đèn pin sạc dự phòng luôn. Rồi C601 cảm ứng nữa nè đó. Rồi cái này mới mới giữ nè, nó 6680 nè, huyền thoại luôn, hộp chờ bá luôn đó, sáu cạnh Nokia chữ chào bá luôn, cái hộp này của từ châu Âu luôn. Rồi cái này là C102 cũng còn con cây hết hàng. Rồi góc E6 cũng còn con cây hết hàng, 6003 Fullbook hết hàng rồi nha anh em, bữa em đăng lên là qua bữa sau hết rồi. Rồi bây giờ em sẽ mở hộp, bây giờ mở hộp cái nào mới mới giữ ta, đây thôi cái này đi, cái này mới hiếm nè. Đó, X600 nè. Mở chỗ nào? Đây nè. Đó. Có bao da đầy đủ luôn. Đó. Vậy là mình gỡ ra mình chiến thôi, nó. Này cái siêu. Đó. Để mà lấy pin gắn vô. Bây giờ bỏ cái máy bên đi. Phang đi. Mình có những cái này mới 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 độc lạ nè. Nó nè, anh chị là có mua cái này đúng không, nè cái này nè, ịnh vô xe hơi là dính, là dính lại, mình gắn cái này vô nó xoay qua bên phải rồi dính ok đúng không. Cái mình bỏ cái máy vô đây nè, nó cái mình up lên, làm lấy ví dụ nè, máy không tiêu đây đó. Đó ok chưa, đó anh chị mà nào có xe hơi đó, đó vậy nè, để gì luôn đó, đó rất là đẳng cấp. Rồi đó, cái đó là ịnh xuống cái là nó dính nè. Rồi sạc zin đây, sạc zin chưa xài luôn, pin zin, pin zin tem của các cửa hàng ngày xưa nè. Rồi tai nghe zin. Còn gì nữa không? Dưới đây em thấy còn gì nữa nè. Đó, dạ. Rồi cái pin. Cái đĩa CD nè. Cho cái đĩa nó nhỏ xíu à, để chắc để xe hơi quá. Đó. Rồi sách hướng dẫn sử dụng tiếng Tây gì không à. Đó, không biết đọc. Rồi mấy cái này mấy cái điểm của tai nghe. Em để gọn trong bên đây. Em ấn tượng nhất là cái này nè, nó cổ điển mà nó độc độc là sao á. Bây giờ mình muốn tháo cái mình dặn qua trái xong đó, dặn qua trái là tự động xuất ra. Bộ da xịn là từ châu Âu luôn nè, đó nó bóng nó mượt lắm.
Rồi đem gắn pin vô. Pin này pin 5G. Pin này xài thì trâu khỏi nói rồi. Cái máy Fullbook nó thì xài nó rất là trâu luôn. Cây này có cảm ứng nó mượt lắm. Phím nguồn trên đầu nha anh chị. Đó. Bấm rung cái hình buồn. Tháo nhẹ cái miếng siêu rồi đấy. Đó. Rất là đẹp. Rất là bóng, rất là sáng. Không. Nó đem ra quay cận cảnh cho anh chị xem nè. Nó. Biểu tượng Nokia thấy không? Bao chất T-Mobile này, này là của nhà mạng của Mỹ này. Rồi ok nè, đó bây giờ bấm ok bỏ qua đi. Nó cũng bằng cảm ứng da tay rất là nhẹ. Bây giờ em để vô vô menu đi. Menu bây giờ mình chỉnh âm thanh đồ nghe chơi. Chỉnh âm thanh đồ nghe thử ok không? Cài đặt nè. Đó. Profile nè. Đó. Ở level 1, level 2. Cancel đi. Đây nè, chuông nè. Đó. Cái chuông này là đặc biệt của T-Mobile luôn á. T-Mobile mới có cái chuông này thôi. Đó. Nãy tự động nó xây màn hình luôn nè anh chị. Nãy tự động nó xây màn hình. Nãy tự động xây đầu tiên rồi. Đó. Tự động xây màn hình luôn. Rồi ok, anh chị nào mua hàng thì cứ liên hệ qua cho em số 0944440974 đôi nha. Cây okay, Fullbook còn một số máy như là Nokia 302 nè, cũng vỏ zin, pin zin, cũng nhờ mạng luôn. E72 nè. E72 cũng zin luôn nha, vỏ zin luôn. Trong zin ngoài zin hết. Sao ông bà nay về được mấy cây nè. Mấy cây màu đỏ nè, bữa giờ mới màu đỏ hết rồi. Cũng zin luôn. Anh chị nào mua thì liên hệ cho em luôn nha. Rồi còn mấy dòng khác nữa mà mấy dòng đó còn một hai cây à em muốn quay. Rồi rất là cảm ơn em đã quan tâm theo dõi. Cảm thấy hay cứ đăng ký kênh nhé. Để những lần sau em tiếp tục sẽ đăng video cho anh em xem nha. Rồi cảm ơn và chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe để vượt qua đại dịch nha. Và hẹn gặp lại trong những clip lần sau nhé.